Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi, cứ ngây thơ hiền như ánh trăng. Chỉ là do ánh mắt một người làm cho anh ngây ngô cả đêm. Và anh bỗng muốn được ôm lấy em, để mãi mãi chờ che suốt đời. Có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay. Đó, đây là bài diễn Ngân Hà, là một trong những bài hát mà mọi người rất là yêu thương Cường. Và các bạn biết không, năm nay là năm 2019, tức là 10 năm bài diễn Ngân Hà đã được các bạn yêu thích rồi. Và các bạn biết không, từ ngay những ngày đầu tiên mà khi mà Cường hát bài diễn Ngân Hà là mọi người nói là anh viết thư về cho Cường á, nói là anh ơi nhờ bài hát này mà em cua được bà bạn gái em, rồi anh ơi nhờ bài hát này mà em cưới được vợ em, rồi anh ơi nhờ bài hát này mà bạn gái em hết giận em. Nhưng mà đó là chuyện ngày xưa thôi, đó là cái ngày mà chúng ta còn dùng những bài hát, những bài thơ mà để đi tán tỉnh một cô nàng nào đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác, nếu như chúng ta không có một vẻ ngoài thiệt là đẹp thì có bài hát hay cỡ nào thì khi mà gặp nhau thì cũng không, chưa chắc gì chúng ta đạt được một cái gọi là đúng cái nhu cầu của mình 100%, phải không nào? Cho nên ngày hôm nay Cường chia sẻ bí quyết để chúng ta có thể là gọi là mẫn và kép nhập cô gái. Nói vậy thôi chứ các bạn gần đây rất là nhiều người hay nói với Nam Cường á là tại sao mà Cường trắng vậy, tại sao mà lúc nào nhìn Cường cũng rạng rỡ vậy. Thì đương nhiên cái gì cũng có bí quyết thôi. Những người mà học chung với Cường ngày xưa á, thì biết Cường là một người gọi là cơ địa da, mà Cường là da trắng rồi. Nhưng mà theo thời gian thì không ai mà trắng hoài được, bởi vì là Cường thường xuyên phải đi quay phim ở ngoài trời nắng nè. Rồi đôi khi mình cũng phải chạy xe máy ở ngoài nắng nữa. Ai cũng nghĩ là Cường lúc nào cũng ngồi trong xe hơi phải không? Nhưng mà không có chuyện đó. Bởi vì nhiều khi mình thèm một ổ bánh mì mình cũng phải chạy chạy xe hơi thì nó kỳ, mình phải mang xe máy ra nè. Hoặc là một số cái phòng thu á, họ không có ở những cái con đường lớn, ở trong những cái hẻm nhỏ, bắt buộc mình phải chạy xe máy. Mà Cường nói thật với các bạn nha, Cường là người cực kỳ lười che nắng. Bởi vì mỗi lần tới nơi rồi mình khoác nhiều áo, rồi mình bịt này bịt kia, mình rất là lười. Cho nên là Cường rất là dễ hay bị đen ở hai cái phần này. Ở trên này rất là trắng, mà dưới này nó đen thui bởi vì mình chạy sang ngoài nắng. Bây giờ không chỉ có phụ nữ nè, các bạn gái nè biết làm đẹp nha, nhưng mà đàn ông con trai cũng cần phải làm đẹp. Để chi? Để mình đi làm, mình đi công việc của mình đẹp rất là thuận lợi cho công việc của mình. Và hơn hết là khi mình đẹp là các bạn gái cũng rất là thích mình, đúng không nào? Ai cũng thích nhìn cái đẹp. Mình thích bạn gái mình đẹp thì bạn gái cũng thích mình đẹp, phải không? Cho nên hôm nay thì Nam Cường sẽ chia sẻ những cái bí quyết mà Cường có được mỗi ngày. Ngoài cái việc mà mình ăn uống ngủ nghỉ thật là đầy đủ, uống nhiều nước để có một làn da khỏe khoắn, thì mỹ phẩm là một điều vô cùng quan trọng. Nó rất cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể là mình có rút ngắn cái thời gian mà mình chờ đợi để mình đẹp lên. Thì bây giờ Nam Cường sẽ test thử cho bạn. Hai tay Cường hiện tại là đang bị nắng nó ăn rất là đen hai bên này, thì để Cường thử tay bên này đi ha, rồi lát nữa các bạn sẽ thấy nó khác nhau như thế nào nha. Bởi vì khi mà mình thử như vậy á, da mình sẽ được bật tông lên. Các bạn ơi, trong khi chờ đợi cái ủ trắng này nó hoạt động thì Nam Cường cũng xin chia sẻ với các bạn, nãy giờ mọi người cũng rất là thắc mắc giá của từng sản phẩm này là như thế nào, đúng không? Một chai như vậy, bốn chai là đồng giá nhau nha, là 490.000. Nhưng mà nếu như bạn nào mua một combo 3 chai, tức là sẽ có một cái ủ trắng bằng than hoạt tính nè, rồi một chai kem dưỡng ban này là ban đêm, và một chai dưỡng ban ngày, thì giá là một combo 3 cái là 1.470.000. Nhưng mà các bạn sẽ được tặng thêm một chai sữa tắm, vậy là mình mua 3 mà được tặng 1. Ngoài ra thì các bạn còn được tặng một cái voucher là 100.000 để giảm giá cho lần mua lần sau. Tức là mình mua cho mình, nếu mà xài ok thì 100.000 đó mình tặng cho bạn mình, cho mẹ mình hay cho người yêu của mình. Đó, họ sẽ được giảm 100.000 nữa. Đó là quá tiện lợi rồi, phải không nào? Bây giờ thì Cường chia sẻ với các bạn thêm về hai cái chai này ha. Đây là hai chai kem dưỡng. Bởi vì sau khi mà chúng ta đã tắm xong sạch sẽ và chúng ta ủ trắng xong thì chúng ta cần phải dưỡng nữa thì mọi thứ nó mới được kích hoạt hoàn toàn. Ở cái chai bên tay trái Cường á là có chữ Whitening Body Cream. Đó chính là chai dành cho ban đêm của hãng Skin AEC. Còn chai bên này là Sun Body Lotion Makeup, là dành cho ban ngày. Nhớ nhá, có chữ sun nên là cái chữ mặt trời á, là dành cho ban ngày nhá, là để chúng ta có thể đi ra đường vào ban ngày, chúng ta thay kem chống nắng luôn, vừa dưỡng và vừa thay kem chống nắng. Nên bây giờ Cường sẽ đây lau hết cái phần mà mình đã ủ trắng lúc nãy giờ được 30 phút rồi ha, để cho các bạn thấy được cái sự thay đổi. Rồi xong, các bạn
hãy so sánh hai cánh tay của Nam Cường. À, các bạn rõ ràng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường đúng không nào? Một bên là chưa sử dụng ủ kích trắng và một bên đã sử dụng ủ kích trắng. Nó hoàn toàn khác nhau. Và khi mà Cường sờ lên cái tay của mình á, nó có độ ẩm. Và bên cạnh đó thì cảm thấy da mình nó thoáng á, lỗ chân lông nó được thoáng á, nó rất là dễ chịu. À, Cường sẽ sử dụng một cái sản phẩm tiếp theo, đó chính là dưỡng trắng ban ngày ha. Nó có kem chống nắng nữa. Trời ơi, thiệt á, sản phẩm nào nó cũng thơm hết trơn các bạn ơi. Đó, nó thấm rất là nhanh. Đó, các bạn thấy không? Hai cái tay nó hoàn toàn khác nhau luôn. Đó, các bạn nhớ nha. À, công dụng của hai cái chai này đó chính là giúp cho cấp ẩm cũng như là giúp cho da mình trắng hơn. Riêng ban ngày thì có thêm cả thành phần chống nắng ở trong đó nữa. Và có một điều đặc biệt mà ai sử dụng kem trắng đều thích, đó chính là không bị rít. Nó thấm rất là nhanh và không để lại những cái vệt kem ở trên da cũng như là trên chăn mờ chiếu gối của các bạn, để mọi thứ luôn thơm tho và sạch sẽ. Thì đương nhiên sau đây thì Nam Cường sẽ chúc cho các bạn sẽ luôn luôn được xinh đẹp. Và hy vọng rằng các bạn hãy để những cái số điện thoại của mình ở dưới đây để nhân viên tư vấn có thể chia sẻ với các bạn nhiều hơn những cái thắc mắc, những cái mà các bạn đang còn vướng mắc khi mà sử dụng, cũng như là các bạn muốn đặt hàng thì các bạn hãy để những số điện thoại của mình để Cường cũng Nam Cường cũng chia sẻ lại với các bạn là giá của mỗi sản phẩm là 490.000, mỗi combo 3 sản phẩm này với giá là 1.470.000 thì các bạn sẽ được tặng một chai sữa tắm làm trắng da và loại tế bào chết. Bên cạnh đó thì các bạn còn được tặng một voucher 100.000 cho lần sử dụng lần sau. Đây là có những cái chứng nhận của Bộ Y tế để các bạn yên tâm khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm an toàn dành cho da của mình nhé. Cường hy vọng rằng những ngày sắp tới đây có bạn nào đó thì Cường lên được lên lại cái livestream này, hoặc là lên trang web, hoặc là trên cái fanpage của nhãn hàng, thì Nam Cường sẽ thấy các bạn có những cái chia sẻ để cho Cường thấy rằng ngày hôm nay Cường livestream cùng với các bạn thì các bạn đã có được bí kíp để các bạn đẹp hơn, các bạn trắng hơn. Không chỉ bạn nữ nha, các bạn nam cũng cần phải đẹp. Bởi vì thường người phương Tây người ta thích một cái làn da nâu, nhưng mà người châu Á của mình ai cũng thích một làn da trắng. Bởi vì da trắng lúc nào nhìn cũng trông rất là sáng sủa, rất là bảnh trai, rất là đẹp, phải không nào? Công việc của các bạn sẽ tốt hơn và các bạn sẽ có người yêu nhiều hơn.